Yo, hello mọi người. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau khám phá một câu chuyện về đề tài chuyển sinh đến dị giới. Không biết một thương nhân mà bị triệu hồi đến dị giới làm dũng sĩ thì sẽ ra sao? Không để các bạn chờ thêm nữa, cùng nhau vào phim thôi. Tập 1. Tại một thế giới mà á nhân bị xem là nô lệ và bị đối xử tệ bạc, nhưng đâu đó vẫn có một người tốt bụng luôn đối xử bình đẳng với các chủng tộc. Anh ta tên là Banaza, một thương nhân trẻ tài năng và thân thiện. Có lẽ vì nhân cách tốt đẹp ấy mà cậu được triệu hồi đến dị giới bởi một nhóm pháp sư hoàng cung. Họ là người của vương quốc ma pháp. Klyrode triệu hồi Banaza với tư cách là một ứng viên dũng sĩ thứ 198, mục đích chính là để chống lại ma vương. Mặc dù cậu cố giải thích mình chỉ là một thương nhân bình thường nhưng mà họ không hề để tâm đến. Ngay lập tức, thủ tục giám định năng lực được thực hiện. Quả đúng như lời Banaza nói, tất cả các chỉ số của ổng đều thấp tè. Ngoài biết đọc chữ ở thế giới này thì không còn bất cứ chút phúc nào của thần linh cả. Cùng lúc đó, ở đài triệu hồi bên cạnh, anh chàng tóc vàng đã thu hút mọi sự chú ý khi tất cả các chỉ số đều ở mức tối đa, mặc dù chỉ vừa level 1. Đây chính là dấu hiệu của thần linh ban phước để trở thành dũng sĩ tiêu diệt ma vương. Nhà vua biết thằng Banaza chỉ là một người thường liền xin lỗi qua loa rồi ném cho ổng một miếng đất ở khu rừng de la Veza nằm ở phía bắc. Ngoài ra, ổng còn cấm cậu đặt chân trở lại thành phố và không được nói chuyện này với bất kỳ ai. Không còn cách nào để quay lại thế giới cũ nên là thanh niên đành chấp nhận, chứ giờ cãi vua là đầu rụng như chơi. Khi người phụ xe đưa Banaza đến gần khu rừng, ông đã đưa một chiếc túi ma pháp xem như là một món quà của nhà vua rồi khuyên cậu nếu muốn sống thì phải mau chạy trốn khỏi đây ngay, vì khu vực này có ma vương quân chiếm đóng. Thanh niên mở túi ma pháp thì thấy bên trong có một số thứ để cậu sinh sống. Cậu lôi cái kiếm ra thì nhìn phát biết ngay nó là hàng đểu. Bất ngờ mấy con slime gần đó xông đến tấn công nên là cậu dùng thanh kiếm test thử. Vừa hạ gục chúng thì thanh kiếm cũng tan nát theo. Hệ thống lúc này thông báo rằng cậu đã lên cấp độ 2. Cái chỉ số mới lúc trước còn thấp tè thì giờ đã đạt đến vô cực. Kiểu này là thanh niên được vị thần ban cho cái hack game và điều kiện kích hoạt là phải đạt cấp 2 rồi còn gì nữa. Banaza liền chuyển bản hướng dẫn thành giọng nói rồi phát hiện bản thân đã học thêm một đống ma pháp mới. Hệ thống tra ra được chiếc túi ma pháp mà nhà vua đưa cho cậu đã được ểm ma pháp dẫn dụ quái vật. Cũng vì điều này mà đám slime mới hấu chiến như vậy. Chắc là ông vua muốn dồn cậu ta vào chỗ chết đây mà. Hơn là Banaza có cái hệ thống hack game nhờ nạp lần đầu nên là chỉ cần ra lệnh là ma pháp dẫn dụ quái vật đã bị giải trừ. Cậu tính vào rừng xem thử có chỗ nào an toàn đến nương thân thì hệ thống cảnh báo rừng de la Veza đang bị ô nhiễm ma tố ở nồng độ cao. Thế là thanh niên đã bật hack game lên thanh tẩy toàn bộ khu rừng trong một nốt nhạc. Ai dè việc này đã khiến cho level của anh chàng thương nhân nhảy lên vù vù, thoát một cái đã đạt đến cấp 367. Mà dù gì các chỉ số cũng mát rồi nên là ổng cũng không có quan tâm cho lắm. Do bị cấm quay lại thành phố nên là Banaza hơi rầu một tí. Hệ thống liền hiện lên đề nghị cậu sử dụng ma pháp thay đổi hình dạng. Thế là ổng đã có bộ dạng mới mà không sợ bất kỳ ai có thể nhận ra. Banaza sử dụng hack dịch chuyển thẳng đến thành phố. Cậu cũng thử dùng dịch chuyển về thế giới cũ nhưng mà không có được. Thôi thì đi vào hội mạo hiểm kiếm việc làm cái đã. Nếu không ai nhận ra mình, Banaza đã lấy cái tên giả là Frio để đăng ký trở thành mạo hiểm giả. Vừa hay ở đó có một cô bé đang tìm kiếm người đưa đến khu rừng de la Veza, mà do nơi đó có quân của ma vương rất là nguy hiểm nên là không ai chịu nhận. Leo liền bước tới nói rằng mình sẽ dùng phép dịch chuyển để đưa em ấy đi khiến cho tất cả mọi người có mặt hoảng sợ, vì đây là ma thuật cấp cao, chỉ có những pháp sư ưu tú nhất vương quốc mới làm được. Một nhóm mạo hiểm giả nữ gần đó đã chĩa kiếm vào người Frio vì nghi ngờ anh đang nói xạo để bắt cóc, tống tiền hoặc là thuộc loại ấm dâu để dụ cô bé. Để tránh gây chú ý, Banaza đã đưa mọi người trong nhóm mạo hiểm giả và em gái đó đến một con hẻm vắng rồi dùng phép dịch chuyển cả bọn đến thẳng khu rừng de la Veza. Lúc này thì cô gái tên là Palirosa và những cô gái khác đã cúi đầu xin lỗi cậu vì chuyện hiểu lầm. Cô bé Mafilo đã đưa đến đây rất ngạc nhiên vì ma tố trong khu rừng đã tan biến đâu mất. Cậu nhanh trí định nói là do mình thanh tẩy thì bị hệ thống hack game ngăn lại. Nó đưa cảnh báo tiết lộ việc này cho ma tộc là một việc làm nguy hiểm. Banaza vẫn chưa hiểu gì thì những cô gái mạo hiểm giả đã chĩa kiếm về hướng bé gái. Thế không thể che giấu được nữa, em ấy giờ đây đã hiện nguyên hình là một con sói trắng khổng lồ. Nó giới thiệu mình chính là Fenrir, thuộc tộc nanh sói và cũng là em gái của Fenrir, một trong tứ thiên vương của ma tộc. Những cô gái mạo hiểm giả khi biết thân phận thật của đối thủ thì không khỏi bất ngờ. Với sức của họ thì đứng gần thôi cũng bị độc tính từ ma tố làm cho ngất đi. Chứ có thanh niên hack game là không hề hấn gì. Banaza đã nhanh chân dịch chuyển họ về lại thành phố. còn bản thân sẽ ở lại liều mạng một trận với con thú hung ác trước mắt. Sẵn đây Banaza cũng muốn xài thử mấy cái chiêu búp bẩn của mình luôn một thể. Tập 2, vừa mở màn trận chiến, Frio đã sử dụng ma pháp bật cao né đòn khi mà Fenrir lao tới. Tiếp đó là ma pháp thổ dựng tường đất phòng thủ rồi tung đòn gió lốc tấn công. Nhỏ số liền dịch chuyển tầm gần để thoát ra khỏi khống chế định đớp cậu nhưng mà liền bị ma pháp trọng lực đè ná thở. Hệ thống khuyến nghị cậu dùng phép nô lệ hóa nhưng mà Banaza không muốn nên đã từ chối. Vừa hay nhỏ Fenrir đã cạn kiệt ma lực và đầu hàng. Do cạn kiệt ma lực nên là Fenrir đã hóa thành hình dạng một cô nàng có tâm hồn căng mọng, tâm hồn lương thiện rồi ngất đi. Đến tối, cô tỉnh lại thì thấy trên người đã mặc một bộ đồ mới và ma lực cũng được thanh niên hát game hồi phục trong lúc ngủ. Chính sự lương thiện của Banaza đã khiến cho Fenrir cảm động, nhỏ bái cậu lên làm chủ nhân và hứa sẽ báo đáp ơn tình này bằng cả tính mạng. Anh chàng thương nhân không muốn nhận nhưng thấy nhỏ đòi sống đòi chết thì cũng miễn cưỡng đồng ý. Sau đó, Banaza đã kể hết mọi chuyện về việc mình được triệu hồi và bộc lộ ra hình dạng thật sự với Fenrir. Cùng lúc đó, đội quân do thằng dũng sĩ tóc vàng dẫn đầu đi chinh phạt ma vương đã bị tiêu diệt sạch. Khứa này nói là do họ quá yếu nên là đành chịu. Khi ổng rời đi thì nhà vua được binh lính bẩm báo rằng cha nội này luôn đi sau cùng đoàn quân. Quái vật vừa xuất hiện thì thằng dũng sĩ đã bỏ chạy mất dép nên là mới sống sót được á chứ. Ông vua nghe xong cũng cạn lời chấm cơm luôn. Frio và Fenrir cùng nhau đi dạo trên phố thì bị những người bán hàng tưởng là vợ chồng. Ông thấy vậy cũng hay nên là đề nghị làm vợ chồng giả với nàng sói để tránh bị nghi ngờ. Nhỏ nghe xong là khoái ra mặt. Giờ mà có làm vợ chồng thật thì em cũng chịu chứ đừng nói là giả. Xong xuôi ông dắt cô vợ đến hội mạo hiểm đăng ký thành viên với cái tên giả là Rick. Vừa hay đang cần tiền mà gặp cái nhiệm vụ chặn quái vật gấu của thù lâu gấp 10 lần nên là thanh niên hát game húp vội. Cả hai liền dịch chuyển thẳng đến bìa rừng thì phát hiện 4 cô nàng mạo hiểm giả lần trước đang bị đám gấu bao vây. Banaza không chần chừ mà làm gỏi sạch sẽ chúng bằng ma pháp sấm sét. Lại được ân nhân cứu mạng một lần nữa, 4 cô gái liền cảm ơn cậu hết lời. Banaza giới thiệu Rick cho mọi người, mà ông chỉ nói đây là bạn đồng hành khiến cho con nhỏ kia nó quậu ra mặt. Vừa hay một con gấu lù lù xuất hiện định tấn công nhưng mà vừa thấy mặt bà nhỏ Fenrir thì nó đã quỳ lạy van xin. Pio thấy con gấu cũng dễ thương nên là nhận nó làm thú cưng và đặt tên là Siba. Ông cũng biến nó thành một chú thỏ một sừng để không dọa sợ ai. Mấy cô nàng mạo hiểm giả xanh mặt vì thứ trước mắt từng đánh bại cả đội quân của dũng sĩ triều đình mà thằng này nó nuôi chơi chơi vậy đó. Hội mạo hiểm đã cho Frio một căn nhà giá rẻ làm cứ điểm nên là cả đám cùng kéo về đó. 4 cô nàng lần lượt giới thiệu tên mình với Banaza. Đầu tiên là cô nàng hiệp sĩ Palirosa, kế bên là cô nàng cơ bắp Palloxom, rồi đến là Paliri, người chăn ngựa và cuối cùng là Pelano, một ma pháp sư trẻ chuyên ma pháp phòng ngự. Mục đích họ đi theo cậu là để bái sư với mong muốn Frio chỉ dạy cách chiến đấu. Anh chàng thương nhân đã từ chối vì bản thân tự mạnh nhờ hắc chứ có biết gì đâu mà dạy. Nhỏ vợ nghe mùi mấy con tiểu tam tính ve vãn chồng mình liền nổi khùng tính nhai đầu hết cả 4. Banaza liền nhanh trí giới thiệu lại nhỏ là vợ mình. Bà mắm Felix nghe vậy khoái lắm liền bảo chồng đồng ý để 4 nhỏ kia được ở đây. Vì khi đó hai vợ chồng giả sẽ phải ở cùng một phòng chứ không người ta nghi làm sao. Con nhỏ này là nó tính hết cả rồi đó, không thấy sợ không? Tại lâu đài ma vương, Olimpinat đã bẩm báo lại với chủ nhân việc một cá nhân bí ẩn đã xóa sạch đội quân của ma tộc do fenarriu chỉ huy bằng một đòn duy nhất. Ma vương Gol nghe xong đã giận tím người ra lệnh bằng mọi giá phải tìm cho ra kẻ đó. Tập 3, trời vừa tối là nàng sói đã đòi dâng hiến hết thể xác cho chồng. Banaza liền từ chối vì cái gì cũng phải từ từ chứ, anh đẹp trai chứ đâu có dễ dãi. Hôm sau, tại buổi tập luyện đầu tiên, Banaza cảm thấy bất lực vì cả 4 con mắm này chỉ toàn báo thôi chứ biết đánh đấm gì đâu. Hiệp sĩ thì chưa giới thiệu xong đã bị con heo dí chạy xúc quần. Pháp sư thì vừa xài xong phép đã hết bà ma lực. Cung thủ thì chán ôi dồi ôi luôn. Frio nhìn chỉ biết thở dài vì vụ này sẽ còn mệt lắm đây. Tới giờ ăn, nàng sói dọn ra bàn nguyên một đống thịt sống mời cả nhà. Anh chồng cạn lời bất lực nhưng may mà Palirosa biết nấu ăn đã mang chúng đi nướng. Fenrir thấy chồng khen đồ ăn của nhỏ kia thì tức lắm. Thế là ngay hôm sau Fenrir đã đi học nấu ăn để trở thành một cô vợ đảm đang cố giấu. Mà đối với một con sói thì việc này đâu có dễ. Cô bả nấu ăn mà tưởng đi quánh lộn không đó chứ. Xài ma pháp quá tay đốt bà cái lớp của người ta. Cuối cùng Fenrir đã có thể nấu một bữa thịnh soạn cho chồng mình. Tất cả đều là do cô tự tay làm mà không dùng đến một chút ma pháp nào. Được Philo khen cả là nhỏ nhào vô ôm liền tranh thủ ghê luôn. Dạo gần đây Philo liên tục săn được các ma thú cấp cao tại hội mạo hiểm nên là tiếng lành đồn xa. Nhà vua đã cho người đến chiêu mộ cậu vào đội dũng sĩ diệt ma vương. Nhưng Banaza vẫn còn nhớ cái cách mà ông vua này cố giết mình, nên là dễ gì mà cậu quay lại đó. Hết lần này đến lần khác anh chàng thương nhân đều từ chối thẳng mặt. Olimina theo lệnh ma vương Gol đang rình mò trước nhà của Banaza. Fenrir nghe mùi bạn cũ liền xuất hiện mời nhỏ mèo vào nhà nói chuyện luôn cho đỡ mỏi chân. Bà mắm cũng tranh thủ flash việc mình đã có chồng khiến cho cô bạn cũ ngạc nhiên. Olimpinat giả vờ hỏi thăm việc gần đây không thấy ma thú xuất hiện ở rừng de la Veza thì Banaza liền trả lời có thể phép thanh tẩy của cậu vô tình quét sạch chúng. Nghe tới đây nhỏ mèo hốt hoảng vì cậu chính là người đã ra tay giết chết anh trai của Fenrir và đội quân dưới trướng anh ấy. Frio nghe xong thì hơi bàng hoàng, nhưng nàng sói đã biết rõ sự thật này từ lâu. Chiến tranh thì phải mất mát, vả lại anh trai là một tứ thiên vương của ma tộc mà dễ ngẫm như vậy thì chịu chứ trách ai cho được. Mấy nhỏ mạo hiểm giả đứng ngoài nghe hết mọi chuyện thì xanh hết cả mặt. Giờ mới biết chị Rick nhà này chính là con sói hôm bữa. Thôi, cũng lỡ nghe rồi thì thôi chứ biết làm sao. Olimpinat nghĩ rằng Fenrir đã theo phe nhân loại nên là cô đề nghị đấu tập với Frio để ra tay giết luôn cả hai. Nhỏ sói tưởng bà mèo mượn cớ ve vãn chồng mình liền xù lông lên. Anh chàng thương nhân đã đồng ý đấu tập với Olimpinat. Luật sẽ là ai đầu hàng thì người đó thua. Vừa bắt đầu bà mèo đã tung chiêu y xèo nhằm giết cả hai vợ chồng, nhưng mà thanh niên hack game chỉ cần búng tay nhẹ nhàng để giải trừ toàn bộ chiêu thức và chói của ả lên trên không. Thắng thua đã phân định nên là Ulminat đành phải đầu hàng và rời đi. Bốn cô gái trong hội mạo hiểm đã quyết giữ kín bí mật vụ chị Rick là người của ma tộc. Dù gì nàng sói cũng giúp họ luyện tập cả tháng nay nên là đối với họ Fenrir chính là ân nhân chứ không phải là kẻ thù. Cả nhà đang vui vẻ thì từ trên trời nhỏ mèo đã kéo theo một đám rồng đến trả thù. Nhưng chúng chưa kịp há mồm phun lửa thì ma pháp thần thánh của thanh niên hack game đã vả cho đám rồng rơi đầy dưới đất. Olimina thấy vậy liền xách dép bỏ chạy. Ma vương Gol cũng đã chứng kiến toàn bộ trận chiến thông qua quả cầu ma thuật. Lần này chính ông sẽ đích thân ra tay. Tập 4, sau lần đụng độ với nhỏ mèo, Banaza đã thiết lập một kết giới bảo vệ xung quanh nhà. Nếu có ma tộc xâm nhập thì anh sẽ biết ngay. Vừa hay lúc ấy một ma tộc tìm tới gặp Palirosa. Cô nàng hiệp sĩ chỉ kiếm uy hiếp khi biết ông ta tới kiếm Felix. Nhưng người này không có ác ý, chỉ để lại lời nhắn tên mình là Gozo rồi rời đi. Pio và cô vợ cũng lập tức chạy đến vì kết giới đã thông báo. Nàng sói biết rõ người vừa rồi chính là lão ma vương vì cả hai đã quan sát khi ông ta vừa đến. Con nhỏ Palirosa nghe tới đây thì run lẩy bẩy vì vừa rồi nhỏ đã chĩa kiếm vô mặt ổng. Hôm sau ma vương đến nhà của Pio chơi cho biết. Nhỏ Palirosa đang tính đi giặt đồ thì gặp ngay ông trùm của ma tộc nên là bị kéo vô ngồi uống trà luôn. Mục đích Gol đến đây là để hỏi xem cậu có muốn gia nhập vào ma tộc hay không. Tất nhiên thanh niên đã từ chối thẳng mặt vì cậu không phải là người của thế giới này nên là nhân tộc hay ma tộc gì cậu cũng đứng ở phe trung lập hết. Ma vương nghe vậy thì liền kể lý do chiến tranh giữa nhân tộc và ma tộc cho cậu nghe. Chuyện bắt đầu từ lúc ma vương đầu tiên giáng thế cách đây 500 năm. Hắn cũng là kẻ đến từ thế giới khác. Khi đó, ma tộc đang bị nhân loại áp bức nên đã ủng hộ ma vương lập lại trật tự thế giới. Cũng vì vậy mà chiến tranh mới xảy ra. Gol đã là đời ma vương thứ 12 nên là tư tưởng cũng có thay đổi. Ông cũng không hề có ý định thống trị thế giới. Tuy nhiên, với tư cách là một vị vua của ma tộc, Gol sẽ không để nhân tộc uy hiếp đồng loại của mình. Vừa nói, một luồng sát khí đáng kinh sợ tỏa ra khắp người. Dù vậy, Frio vẫn từ chối gia nhập và kiên định với lý tưởng ở phe trung lập của mình. Ma vương bật cười sảng khoái rồi rời đi. Ông nói sẽ quay lại đây mà không phải để gặp Frio. Người đã để lại ấn tượng cho Gol chính là Palirosa. Ông chẳng ngờ nhân tộc lại có người mà không biến sắc trước sức mạnh của ma vương. Mà thật ra thì nhỏ hiệp sĩ sợ quá đứng hình luôn rồi chứ không phải như những gì mà ma vương nghĩ đâu. Tính tận hôm sau bà mới tỉnh lại được đó chứ. Palirosa vừa mở mắt ra thì gặp lại cha nội Gol đang ngồi ăn sáng cùng hai vợ chồng Frio. Ông rủ cô này ăn sáng cùng thì nhỏ lượng mất tiêu. Cứ thế ngày này qua ngày khác ma vương lại lì cái mặt ngựa ve vãn Palirosa. Nhưng chưa lại gần thì con nhỏ đã viện lý do này bỏ chạy té khói. Đúng là theo tình thì tình chạy mà. Sự xuất hiện của Gol tại nhà của Frio đã lọt vào mắt quân triều đình. Nhà vua sau khi biết chuyện liền nghĩ rằng thanh niên hack game định đầu quân cho ma tộc. Mặc dù công chúa đã hết mực khuyên ngăn và yêu cầu thỏa hiệp với Frio trước khi xuất binh nhưng mà ông vua không nghe. Thêm cái thằng dũng sĩ tóc vàng muốn đích thân dẫn quân đi nên là công chúa không cản được. Ngay sau đó, quân đội triều đình do thằng dũng sĩ chỉ huy đã kéo đến bao vây lấy cả nhà của Frio. Hắn dùng uy quyền đe dọa cậu trở thành thuộc hạ của mình để chinh phạt ma vương. Banaza lập tức từ chối. Với sức của mình, cậu tiễn đám này đi gặp ông bà cái một đó chứ. Nhưng thanh niên đã chọn cách rời đi cùng cô vợ đến vùng hẻo lánh. Nhóm của Palirosa cũng xin đi theo vì hiểu rằng ma tộc cũng không xấu như họ nghĩ. Thế là Frio liền dùng phép dịch chuyển nguyên căn nhà đi mất hút trước sự kinh ngạc của tên dũng sĩ. Cả mấy miếng ruộng xung quanh cũng bay theo luôn thì chịu ai. Ma vương Gol hí ha hí hửng đến nhà Frio gặp Kareth. Nào ngờ tới nơi thì cái móng nhà cũng không còn, chỉ còn đám lính triều đình ở đó. Ông nổi khùng lên phát lệnh cho toàn thể ma tộc tấn công thẳng vào vương quốc ngay lập tức. Thằng dũng sĩ tóc vàng thấy cảnh này là vác ngựa chạy mất dép bỏ lại đám lính luôn mới ghê. Tầm năm, lần lượt những pháo đài quan trọng của nhân loại đã bị ma tộc đánh chiếm. Trước sự tấn công bất ngờ này, vương quốc đã thất thủ hoàn toàn. Các vị quan trong triều liền yêu cầu nhà vua triệu tập các ma pháp sư toàn quốc để chuẩn bị sử dụng ma pháp thanh tẩy. Vì giờ đến thằng dũng sĩ cũng trốn mất thì không còn cách nào khác. Ma vương cũng sớm nhận ra nguy hiểm liền ra lệnh rút quân. Nhà vua cùng toàn thể ma pháp sư lúc này đã triệu hồi nghi thức thanh tẩy toàn bộ vương quốc. Tạm thời trong 3 tháng tới thì ma vương cùng đội quân ma tộc sẽ không thể đến gần các vùng được thanh tẩy. Đổi lại có rất nhiều ma pháp sư phải nhập viện vì cạn kiệt ma lực. Cả nhà vua cũng bất tỉnh nên là công chúa Elizabeth đã điều hành chính sự trong thời gian này. Cô đã ra lệnh cắt chức tên dũng sĩ tham ăn lười làm và cho gọi ngài tiên tri đến cung điện ngay lập tức. Trong khi đó, gia đình của Frio đã dịch chuyển đến miền Tây xa xôi sống cuộc sống yên bình. Palloxom thì trồng trọt, phụ giúp chủ nhà, còn Paliri thì sẽ chăn nuôi ngựa để vận chuyển hàng hóa buôn bán. Chỉ có nhỏ Palirosa và Pelano là ăn bám nên là hơi buồn tí. Vừa sáng sớm, Frio đã dẫn vợ lên phố hẹn hò. Anh cũng mua tặng cô nàng một chiếc mặt dây chuyền đá quý khiến cho bà nhỏ khoái ra mặt. Thế là nguyên cả ngày mẹ chỉ ngồi đắm đuối nhìn món quà khiến bốn bà mắm em ba kia ghen tị ra mặt. Thằng dũng sĩ tóc vàng bị đuổi thì ôm hận trong lòng. Hắn cùng với nhỏ người hầu tên là Suya đã đánh ngất quân lính canh ngân khố để vơ vét báu vật. Trong lúc đang cay cú vụ thằng Pio có thể sử dụng ma pháp dịch chuyển tối cao thì vô tình một giọng nói bí ẩn vang lên nói rằng sẽ ban cho hắn sức mạnh tuyệt đối để trả thù nếu giải phóng nó ra khỏi phong ấn. Tên dũng sĩ như bị quỷ khiến mở căn hầm ngục rút thanh kiếm hắc hóa ra khỏi bệ đá cổ phong ấn. Điều này đã giải phóng một cô gái tự xưng tên mình là Hiya, một ma nhân thống trị cội nguồn của ánh sáng và bóng tối. Để đền ơn giải phóng mình, Hiya nói sẽ ban cho hắn 3 điều ước. Thằng dũng sĩ tóc vàng không do dự mà thực hiện điều ước đầu tiên của mình. Cùng lúc đó, bà tiên tri và Elizabeth đang nói chuyện ở chính điện thì bất ngờ trên cổ từng người xuất hiện một chiếc vòng cổ màu đen. Bà lão nhận ra đây chính là vòng cổ đoạn tội, cái giá phải trả cho điều ước với ma nhân. Khi thực hiện xong 3 điều ước thì những người được chọn làm vật tế sẽ phải rơi đầu. Công chúa cũng từng nghe về chuyện này. Nhà vua đầu tiên của vương quốc đã ước rằng có thể diệt trừ ma vương với ma nhân. Để rồi, cái giá phải trả chính là sinh mạng của một nửa dân số đại lục này. Và tiên tri nói rằng để thoát khỏi nguy hiểm thì cần phải tìm ra người dũng sĩ thực sự đã được triệu hồi đến thế giới này. Công chúa liền nhận ra người đó chính là Frio. Hiện tại thông tin của cậu ấy cũng được bà tiên tri tìm ra nên là cô sẽ đích thân đến đó. Banaza đang cùng cô vợ đi làm ăn trên phố thì bất ngờ Hiya tìm tới. Điều ước đầu tiên của thằng dũng sĩ tóc vàng chính là giết chết cậu. Rick nhận ra nguy hiểm ập đến liền dùng thân mình đỡ đòn cho chồng. Vết thương chí tử do ma nhân gây ra quá nặng, đến phép hồi phục của Frio cũng không thể làm được gì. Hiya tiếp tục dùng ma pháp tấn công nhưng tất cả đều vô dụng trước tấm chắn của hệ thống hack game. Thấy Felix không còn thở nữa, Panaja thề rằng sẽ không thể tha thứ cho ả. Tập 6. Những ký ức hạnh phúc bên cô vợ lần lượt ùa về trong tâm trí của Panaja. May mắn là phép thuật đảo ngược thời gian để giúp cho Felix sống lại. Nhưng sự tức giận tột cùng của Frio không thể xoa dịu. Nó được dồn vào nắm đấm xả thẳng vào mặt ma nhân. Dám đụng tới vợ yêu của anh thì người hay thần, trai gái gì đấm hết. Ngay lúc cậu định ra tay giết chết Hiya thì Felix đã lao đến ngăn lại. Cô không muốn anh vì mình mà trở nên máu lạnh như vậy. Được vợ yêu xoa dịu cơn giận, Panaza mới dần dần bình tĩnh trở lại. Công chúa cùng người của mình vừa dịch chuyển đến gần nhà của Frio thì chiếc vòng đoạn tội trên cổ đã biến mất. Điều này nghĩa là điều ước của ma nhân đã kết thúc. Thằng dũng sĩ tóc vàng lúc này đã bị binh lính bao vây không dám ra khỏi ngân khố. Đang không biết phải làm thế nào thì bất ngờ một sức mạnh hắc ám đã nhập vào người Suya khiến nhỏ hầu thay đổi hình dạng thành một người khác. Ả ta tự xưng mình là Thamalinat, một đại ma đạo sĩ hắc ám bị phong ấn cùng ma nhân Hiya được giải phóng. Giới thiệu xong, nhỏ liền biến tên dũng sĩ thành một con quái vật khổng lồ. Thamalinat dự định sẽ tìm công chúa để trả thù vì hoàng tộc dám phong ấn mình. Ma nhân Hiya cũng đã tỉnh lại sau khi được Frio hồi phục. Do Fenrir vẫn bình an nên là anh mới tha thứ cho cô ta. Vấn đề là giờ không biết nhốt nhỏ này ở đâu đây nè. Vì chứ cái việc khó đã có vợ lo. Nàng sói đề nghị thu nạp Hiya thành đầy tớ cho chồng mình luôn. Dù gì thì cũng tiện giám sát, chứ giờ mà đưa vào cung thì có ngày một nửa dân số lại rơi đầu tiếp. Thấy cũng có lý nên là Banaza đành chiều theo ý vợ. Hiya cũng thề rằng từ nay sức mạnh và cơ thể của mình sẽ thuộc về chủ nhân Frio vĩ đại. nhỏ Fenrir liền đánh hơi được mùi của con giáp thứ 13 trên người ma nhân. Ê con nhỏ kia, may giờ đây là đầy tớ của chị nên là đừng có mà trèo cao nha cưng. Về đến nhà, Frio đã mạnh mẽ thể hiện tình cảm của mình với vợ. Đã một lần mất cô khiến cho anh cảm thấy càng trân trọng hơn. Vì thế anh quyết định là bới cơm cho mấy đứa viewer của tôi đang đỡ đói. Đang chiếu cảnh cấm trẻ em để tạo ra trẻ em thì nhỏ Huya đầu lù lù cái mặt ngựa đứng ngó khiến cho Fenrir nổi điên lên. Thế là cái nhà sùm luôn. Lần sau có rình thì làm ơn tàn hình dùm cái nhà bà nội này. Tập 7. Công chúa Elizabeth đã đến được thành phố phía Tây nơi Philo sinh sống để hỏi thăm nhưng mà không thu được gì. Trong khi đó, tại nhà của thanh niên hát game, Fenrir đã trổ tài nấu nướng để đãi cả gia đình. Mặc dù Hiya có thể dùng phép biến ra tất cả nhưng mà bà chủ không cho phép cô làm như vậy. Do việc dọn dẹp nhà cửa cũng bị ma nhân giành làm hết. Bốn cô nàng mạo hiểm giả rầu thú ruột vì nghĩ rằng nếu không giúp được gì cho Leo thì họ không khác gì là một kẻ ăn bám cả. Tranh thủ hôm nay, Fenrir đã đi cùng ông xã lên phố để bàn chuyện làm ăn với chủ cửa hàng bán giáp. Nàng sói đang đợi ở ngoài thì bất ngờ con quái vật do thằng dũng sĩ tóc vàng biến thành cùng Thamalinat đã xuất hiện trên bầu trời. Pio vội chạy ra xem thì bắt gặp Hiya cũng có mặt ở đây. Cô ta nói rằng ả ma nữ trên người con quái vật đó chính là Thamalinat, một ma đạo sĩ mạnh nhất từng cai trị vương quốc này. Nhưng do đã sử dụng đến ma pháp hắc ám vốn bị cấm kỵ nên là mới bị dũng sĩ đương thời thảo phạt. Mặc dù thân xác đã tan biến nhưng ả vẫn tồn tại dưới dạng ý niệm rồi bị phong ấn ở cái hòn đá làm đế bên dưới thanh kiếm dùng để phong ấn ma nhân. Kết quả là bị thằng dũng sĩ tóc vàng giải phóng Hiya nên là Thamalinat cũng được giải thoát. Thamalinat lúc này đã tìm thấy được công chúa Elizabeth. Hả ta định giết chết cô này thì Hiya đã nghe lệnh của Frio xuất hiện ngăn chặn. Tức giận, ma nữ liền tung ra hàng loạt ma pháp nhưng mà với ma nhân thì mọi phép thuật đều bị vô hiệu hóa. Thamalinat thấy không làm được gì liền giải phóng sức mạnh biến tên quái vật to hơn gấp nhiều lần khi trước. Hai giờ chưa đầy 10 giây đã bị cưỡng chế giải trừ. Thanh niên hát game mà ra tay thì ai mà đỡ được cơ chứ. Ý niệm của ma nữ cũng nhanh chóng bị Hiya hấp thụ vào trong một viên kẹo đỏ rồi nuốt vào bụng cái ực. Ma nhân sẽ huấn luyện Thamalinat trở thành người sống có ích cho chủ nhân. Công chúa Elizabeth bước đến diện kiến trước Philio rồi cảm ơn cậu vì đã cứu đất nước này. Cô cũng không quên ngỏ lời mời anh chàng thương nhân về lại làm dũng sĩ nhưng mà cậu ta liền từ chối. Hiện tại tên dũng sĩ tóc vàng cùng cô hầu đã trở lại thành người và bị bắt đưa về nhà lao. Sau khi quay về nhà, Panaja đã lôi ra một chiếc nhẫn để cầu hôn cô vợ. Dù gì thì trước giờ cũng chưa làm cho đàng hoàng nên là nay tranh thủ luôn. Sướng nhất là bà sói nhà ta rồi chứ còn ai nữa. Tập 8. Palirosa nằm mơ thấy mình mặc áo cưới kết hôn với ma vương Gol trước toàn thể ma tộc thì giật mình toát cả mồ hôi. Sáng ra đứng kế nhỏ Fenrir kể vụ gặp ác mộng thì nhỏ nói là bà này mắc bệnh tương tự rồi. Vì ở tộc nanh sói thì cho rằng giấc mơ chính là ham muốn của bản thân. Gặp thêm mấy bà bấm kia đẩy thuyền nữa khiến cho nhỏ mắc cỡ đỏ cả mặt. Phía bên công chúa lúc này đã nhận được một cái túi tiền của Philo đưa cho để tái thiết lại thành phố. Công chúa nhận ra đây là số tiền được ban cho vị dũng sĩ Banaza khi trước nên từ đó suy ra Philo chính là người mà nhà vua đã đuổi đến rừng de la Veza khi trước. Đang tính đi tìm gặp anh ta để tạ lỗi thì nhận được tin thằng dũng sĩ tóc vàng cùng cô hầu đã vượt ngục. Hắn ta lúc này đang lẫn trốn ở bìa rừng cùng với Suya. May mà trước lúc vượt ngục còn kịp thó được một cái túi ma pháp. Tên dũng sĩ mở ra xem thử thì phát hiện bên trong có một cái xẻng thần kỳ. Vừa hay đám lính nghe động tĩnh liền chạy đến. May mà hắn đã nhanh trí đào một cái hố sâu trốn kịp. Mà giờ không biết làm sao để hai đứa này chui lên đây. Trong khi đó ma vương đã tạm hoãn cuộc chiến với nhân loại để tìm tung tích của Philo nhưng đến nay vẫn không có kết quả. Việc án binh bất động của ma tộc đã khiến cho Jugade tức giận. Tên này chính là em trai của Gol. Hắn ta cho rằng việc anh mình giao du với một kẻ bên nhân tộc là điều không thể chấp nhận nên là quyết sẽ chiếm lấy ngôi vị ma vương trong thời gian tới. Nhóm của Philo đang đi trên phố thì bắt gặp người quen. Hiya tưởng là kẻ thù nên phòng thủ, ai ngờ người trước mặt chính là ma vương. Đã lâu mới gặp nên là cả bọn rủ nhau đi ăn luôn một thể. Trong bữa ăn, Palirosa đã tức giận vì ma vương vẫn còn ý định chiêu mộ sức mạnh của Frio. Khi đó, ông mới kể ra lý do sự thật mà ma tộc luôn bị nhân loại xem là mối nguy hiểm. Tất cả là bởi vì thứ gọi là ma tố. Hầu hết, các ma thú vẫn chưa kiểm soát được ma tố thoát ra bên ngoài nên là việc chung sống hòa bình giữa ma tộc và nhân loại gần như là điều không thể. Ma vương cũng xin lỗi vì làm hỏng không khí của bữa ăn rồi rời đi. Tập 9. Hôm nay công chúa Elizabeth đã tìm đến nhà Frio. Cô đã biết rõ thân phận thật của anh là Banaza nên là liền đích thân xin lỗi những điều mà cha mình đã làm. Sau đó cô muốn cầu xin cậu hãy bảo vệ cái thành phố trước sự tấn công của quân đội ma tộc. Vì chỉ sau một thời gian nữa mà pháp thanh tẩy sẽ không còn hiệu lực. Hiện tại trong thời gian nhà vua chưa tỉnh lại thì cô sẽ tố cáo cha mình tội bất kính với dũng sĩ chân chính và tội lập dũng sĩ giả mạo để ép quốc vương thoái vị. Đó chính là mục đích mà công chúa muốn anh giúp khi tới đây. Trên phố, thằng dũng sĩ tóc vàng và cô hầu vẫn đang lẫn trốn lệnh truy nã. Xuôi sao cả hai liền rơi vào tầm ngắm của nàng nhện bên phe ma tộc. Thế là cả cặp đã bị bắt giữ đưa về cung điện của Jugade. Tối hôm đó, Frio đã bàn với vợ về ủy thác của công chúa. Mặc dù rất ghét chiến tranh nhưng anh không thể đứng yên nhìn các thành thị bị hủy hoại được. Hơn nữa sau này, Banaza cũng muốn con cái của mình sẽ sống trong một thế giới hòa bình giữa nhân tộc và ma tộc nên là anh sẽ làm tất cả để đạt được mục tiêu đó. Chơi vừa sáng, đội quân ma tộc dưới lệnh của Jugade đã tấn công các thành phố gần đó. Pio và cô vợ có mặt dựng kết giới ngăn chặn chúng xâm nhập. Một tên khổng lồ bước đến khiêu khích Fenrir. Hắn nói rằng anh trai cô và anh tộc nanh sói là một kẻ thảm hại khi bị nhân tộc tiêu diệt. Nghe tới đây cô không thể nhìn được nữa, bèn xin chồng cho phép chiến một trận với tên khổng lồ này. Frio đã đồng ý nhưng dặn vợ là không được giết chóc đâu đấy. Fenrir xông ra khỏi kết giới ứng chiến với hắn, biết rằng để hạ gục tên to con này mà không được giết thì rất khó. Nhưng nàng sói giờ đã bình tĩnh, không còn hấu chiến như xưa nữa. Chỉ trong vài đường quyền đã ghim chặt 4 thân cây khống chế tứ chi của hắn ta hoàn toàn. Pio thấy thắng thua đã rõ rồi, liền hồi phục cho tên ma tộc khổng lồ. Anh nhẹ nhàng khuyên bảo chúng rút quân, còn nếu không thì đứa nào tiến lên thêm một bước nữa sẽ no đòn. Sợ hãi trước uy lực từ thanh niên hát game, đám ma thú đã rút lui. Trước khi rời khỏi thành phố, Frio nói với người dân là mình được đệ nhất công chúa cử đến đây bảo vệ mọi người nhằm gia tăng tín nhiệm cho việc lên ngôi của cô này. Elizabeth nhận được rất nhiều lời cảm ơn từ dân chúng khắp nơi đổ về. Cô hiểu rằng Frio đã đồng ý trước lời đề nghị của mình và đã ra tay. Mà vương Gol được thuộc hạ thông báo về việc em trai Jugade đã làm phản chiếm lấy ngai vàng. Vừa nghe tin, ông lập tức quay về ma tộc. Trong khi đó, thằng dũng sĩ tóc vàng và cô hầu đã được đưa ra làm vật tế để mượn sức mạnh của tà thần. Jugade tin rằng với thứ này thì ông sẽ không thua trận khi quyết chiến với anh trai của mình. Tập 10. Vừa sáng sớm, ma vương Gol và Olimina đã đến nhà của Filio. Hỏi ra thì mới biết rằng hai người này đến đây là để xin làm kẻ ăn bám. Fenrir nghe thì tưởng lão đang đùa với vợ chồng cô vì ông đường đường là người đứng đầu ma tộc lại muốn xin ở nhờ. Thế là Gol đã kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra với mình. Vào hôm trước, ngay khi nhận được tin em trai Jugade đã chiếm lấy ngai vàng, Gol đã tức tốc quay về lâu đài. Trong khi đó, Olimpinat đã không thể kiềm chế tức giận lao thẳng đến chỗ Jugade để tấn công vì dám làm phản. Nhưng móng vuốt của cô vừa chạm vào đầu hắn đã vỡ ra thành nhiều mảnh, kết quả là bị ăn ngay một đấm dính vách. Gol vừa hay cũng kịp thời xuất hiện ở đó. Sau khi hỏi rõ vì sao em trai lại muốn chiếm ngôi vương thì biết được là do bản thân dạo gần đây thường xuyên đến nhân tộc. Chưa kể ông còn giao du với một con người nên việc này khiến cho Tứ Thiên Vương và toàn thể quân lính nghĩ rằng ma vương đã bắt đầu ngã về phía nhân tộc. Biết rõ lý do, Gol đã chủ động từ chức nhưng lại ngôi vị của mình cho Jugade. Nếu tất cả đã cho rằng những hành động của ông không xứng làm ma vương nữa thì chẳng còn lý do gì để Gol tiếp tục nắm giữ vị trí này. Sau khi ném Thamalinat lại cho em trai, ông đã quay lưng đi. Jugade nghĩ anh trai đang xem thường mình nên là đuổi theo. Kết quả là bị đá cho một cú đầy uy lực văng ra khỏi lâu đài. Đây chỉ là đáp lễ lại những gì mà thằng này đã làm với nhỏ mèo Ulminat mà thôi. Philo giờ đã hiểu ra mọi chuyện. Gol giờ đã không còn là ma vương nên là không biết phải đi về đâu nữa. Vừa hay Palirosa xuất hiện. Cô nàng nghe tin Gol sẽ tá túc ở đây thì bị sốc ngang. Philo không vội quyết định ngay mà đưa cả mấy cô nàng mạo hiểm giả và ma nhân Hiya tới để hỏi ý kiến. Trong đó 4 cô gái đã không có phản đối gì, chỉ có mỗi bà Palirosa là vẫn không thể chấp nhận một kẻ từng là ma vương ở đây. Nhưng tất cả mọi người đều đã đồng ý, kể cả con gấu Sibe thì một phiếu phản đối cũng không giúp được gì. Palirosa đành phải bất lực. Gol biết bản thân ăn bám ở đây nên là cũng muốn tìm gì đó phụ giúp cho gia chủ, mà đi tới đâu ông cũng bị đuổi như là đuổi tà vậy đó. Sáng hôm sau, Palirosa đã lấy hết can đảm đối mặt với Gol và Olimert. Cô nói rằng nếu chẳng may hai người mà gây hại đến nhân tộc nữa thì cô sẽ không dung thứ. Ông nghe xong liền tiến tới đưa tay ra mong cô chiếu cố. Cô nàng hiệp sĩ nói rằng sẽ nắm lấy bàn tay đó khi cảm thấy hai người có thể tin tưởng được. Trong khi đó, thằng dũng sĩ tóc vàng và nhỏ Suya đã trốn thoát ra khỏi lâu đài ma vương. Khứa này cũng không quên thó ít bảo vật của ma tộc để chuẩn bị đi bán kiếm tiền xài. Giờ thì cả nhân tộc và ma tộc đều truy nã thì tụi bay có mà trốn đằng trời. Tập 11. Fenrir chơi trò chơi rút thăm may mắn để trúng được một vé đi tắm suối nóng miễn phí. Hai vợ chồng vui như Tết vì nghĩ rằng sắp được đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau, thì nhìn lại mới thấy đây là tấm vé du lịch tập thể cho 3 đến 15 người chứ không phải vé cặp đôi. Điều này làm nhỏ sói tụt hết cả hứng. Hôm sau, Filio đã rủ hết cả đám ăn bám trong nhà đi cùng cho vui. Valerie nghe nói tắm suối nước nóng có rất nhiều công dụng, đặc biệt là có thể giúp cho các đôi vợ chồng sớm sinh quý tử nữa. Felix vừa nghe tới đây là hí hận nghĩ tới ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhìn mặt nhỏ này là biết là muốn có em bé lắm rồi. Vừa tới nơi, bà sói liền hỏi nhân viên là tắm phòng nào giúp sớm sinh quý tử rồi bút ngay phòng đó. Vô tình mà vương Jugade và mấy đứa trong tứ thiên vương cũng có mặt ở đây để nghỉ dưỡng. Foven còn chuẩn bị những chiếc vòng cổ trấn áp ma tố để ngăn chúng phát tán, nên là giờ họ sẽ không bị ai phát hiện. Margot và Olimpinat đã nhìn thấy đám này rồi. Nhỏ Felix dặn hai người không được để chúng thấy, vì nếu dám phá hỏng chuyến đi này của vợ chồng bả thì biết tay. Sau đó mọi người cùng nhau hưởng thụ chia ra tắm. Felix tưởng đâu được tắm chung với ông xã ai dè, nam một bên, nữ một bên, vậy thì sao mà sinh quý tử được. Pio hứa rằng sẽ bù đắp cho cô một chuyến tuần trăng mật chỉ có hai người thì bả mới chịu. Đám ma tộc bên phía Jugade thì đang ăn uống rồi đánh đấm nhau làm trò khùng điên. Xuôi sau, chiếc vòng cổ trấn áp ma tố bị văng ra phát tán khắp nơi. Trùng hợp thay, thằng dũng sĩ tóc vàng và nhỏ hầu cũng vừa trốn đến đây định tắm cho đã. Hắn mở ra xem những thứ vừa trôm của ma tộc thì có một viên ngọc đã hấp thụ toàn bộ ma tố gần đó, biến tên này thành một con quái vật nữa và đập tanh bành cả khu suối nước nóng. Fenrir thấy có kẻ phá hoại chuyến đi của mình thì liền xông thẳng đến đó. Bà vội đến mức còn chưa mặc đồ khiến cho ông chồng hú hồn. Đến nơi thì Gol và Olimert cũng có mặt định chặn tên quái vật. Nào ngờ ma vương Jugade thấy anh trai thì liền bước tới kiếm mối. Một trận chiến nảy lửa sẽ nổ ra là điều không thể tránh khỏi. Tập 12, ma vương nhảy lên người con quái vật ma tố rồi điều khiển nó liên tục tấn công. Gol cũng không hề lục ngờ mà chặn đòn dễ dàng chỉ bằng một tay. Pio thì đang cố hết sức để ngăn tòa nhà sụp đổ. Cậu nghe tin Gol đang đứng ra chặn ma vương Jugade thì cũng yên tâm phần nào. Felix phát hiện ra bên trong quái vật có một viên ma thạch, liền dịch chuyển thẳng đến đó. Chỉ với một cú đấm là cô đã đuổi cổ được thằng dũng sĩ tóc vàng ra khỏi nó, khiến đám ma tố biến mất. Còn ở phía trên nóc nhà thì hai anh em của Gol vẫn đang đấm nhau y xèo. Mặc cho thằng em trai tung hết sức mạnh nhưng mà ông vẫn bình thản mà không biến hình. Ngay lúc Jugade lơ là cảnh giác thì Gol đã sử dụng chiêu phong ấn toàn bộ ma tố của thằng em. Giờ hắn chẳng khác gì là một nhân tộc cả. Bà chủ xuống nước nóng cùng dàn nhân viên cũng lôi ra những tấm bùa trói chặt ma vương Jugade và cả đám tứ thiên vương lại, rồi tống thẳng mấy đứa phá hoại lên trời. Fenrir thì đang vả cho thằng dũng sĩ tóc vàng khiến mặt hắn giờ chẳng khác gì là cái mặt heo. Này thì cái tội dám phá đám chuyến du lịch của bà hả con? Sau mọi rắc rối, Frio đã dùng ma pháp tu sửa lại toàn bộ khu suối nước nóng. Đại gia đình của anh chàng thương nhân cũng chia ra dọn dẹp mọi thứ khiến bà chủ rất là cảm kích. Cuối cùng tất cả mọi người lại có những giây phút thư giãn cùng nhau, tận hưởng cảm giác dễ chịu khi được ngâm mình vào suối ấm nóng. Palirosa cũng tìm tới chỗ Gol để cảm ơn về mọi chuyện. Giờ cô đã có cái nhìn thiện cảm hơn với ông ta. Ulminat, yêu thầm của ma vương, thấy cảnh này thì ghen ra mặt la hét sùm. Mọi người cùng nhau ăn uống hết sức vui vẻ cho đến đêm muộn. Thấy mọi người đã ngủ hết, Felix đã ra sân trò chuyện cùng ông xã. Nói qua nói lại hồi thì hai đứa nó lại phát cơm từ thiện. Kiểu này không sớm thì muộn cũng xin quý tử cho mà coi. Công chúa Elizabeth cũng thành công ép cha mình thoái vị. Hôm nay cũng là ngày cô được đăng quang trở thành nữ vương của đất nước. Riêng thằng dũng sĩ tóc vàng và nhỏ người hầu thì vẫn tiếp tục lẩn trốn truy nã bằng cách là dùng chiếc xẻng thần kỳ đào hố. Thấy cũng tội mà thôi, cả hai đứa bay luôn. Cuộc sống thảnh thơi của Panaja tại dị giới đã tạm khép lại tại đây. Không biết là phim có season 2 hay không nữa, nhưng mà tạm thời thì không có thông tin gì cả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của ngày hôm nay. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video lần tới.